Thì Dương cũng chào cả nhà mình nha. Bữa nào cũng chào cả nhà. Chào cả nhà hết. Không có lời nào mà đủ để đủ tuổi mới. Tại nhạc không nào ơi, tôi về tôi nói lời. Đi quay phim rồi. Ở dưới đó nó hết rồi, đây còn xe nè. Đốn luôn bụi này luôn. Ừ. Đốn bụi động luôn. Trời, cái vụ sai ghê không? Các bạn thấy sai ghê không? Trời, đốn cây ba buồn này nè. Xíu không nằm rồi. Tính đốn buồn nữa chủ nhà cản. Nói sao buồn nó non quá. Lên đây mày ơi. Đây mình ăn cây này không mà. Ừ. Ở đó với Diệp đây. Ở dưới đó với Diệp đây. Ở dưới đó rồi, liếc đó rồi. Buồn má bà buồn bế xế à. Tắt đi. Thì vừa xin chào cả nhà mình ha. Đó, đang thu hoạch dừa mã lai cả nhà. Buồn nào nó siêu khủng không? Nó trồng dừa như vậy nó phê nè. Nào nó khủng khiếp. Hả? Quá wow, rồi cái dừa cả nhà mình thấy cái dừa không? Khủng khiếp không? Đó. Cái dừa như vậy mới đã nè, cái này được hai bộ ta chắc có mấy buồn quá. Con buồn à. Đó thì nhiều khi mình nói cả nhà vậy ha, mình là đi bẻ dừa mướn nó cho dừa ở cả nhà đó, mình vô những cái vườn dừa thực tế vậy nè, mình quay cho cả nhà và bà con cô bác mình cùng xem đó. Thì bà con cô bác mình á thấy mến mình thì đăng ký kênh ủng hộ thì dừa mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn dừa giống á, thì mình chia sẻ cũng rất nhiều rồi, thì cả nhà mình cũng biết rồi đó. Cái dừa giống á thì cả nhà mình muốn mua thì phải tới tận vườn mua ha, để cho nó không bị lầm, để trồng ra bị lầm trồng mua cái dạng như mua qua mạng hay là ở đâu mình không còn biết. Thì cả nhà cứ nghĩ đi, trồng cái dừa 3 năm trời mới thu hoạch mới có ăn cả nhà, để tới chừng thu hoạch không bán gì được thì uổng nha cả nhà. Đó, nhà thấy không, siêu trái luôn. Thấy vậy đó, thì nói chung là cái dừa mã lai bầu này á thì cái bẹ nó thì rất thưa cho nên nó hay sụ cả nhà. Thì khi trồng á thì nó ra trái thì cả nhà mình câu nó lên ha. Trái chứ còn mã lai bầu là mình bán là vô địch nha cả nhà. Thì nói chung là mình thì ở khu vực ở Tiền Giang thôi, khu vực Mỹ Tho cả nhà, thì mã lai bầu bán là ngon hết chảy. Để tao vẽ cho. Nhà thấy trái không? Thì bẻ được có một buồng nha cả nhà mình, nó còn ba buồng siêu khủng luôn nè. Buồng này nó trái thôi đó. Thì thường thường ở mình á cả nhà thì người ta thường trồng chung với bưởi như vậy nè cả nhà đó, bưởi xanh gì đó. Thì nói chung là nếu mà cả nhà canh tác trồng trồng giống như vậy cũng hay thôi đó. Thì mình chia sẻ cho cả nhà tới đây thôi, thì cả nhà mình xem kênh thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ Hiền Dừa, mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, siêu đẹp luôn cả nhà.